Dạ, xin chào cô chú anh chị, quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dung nha. Honda CR-V chiếc 2019 màu trắng ở trong kia là em đã bán rồi. Thì hôm nay em về thêm chiếc màu bạc cho anh chị nè. Cũng là một chủ sử dụng từ đầu luôn, 2019 bản L cao cấp nhất. Cửa sổ trời toàn cảnh, cướp điện nha anh chị. Và chủ trước thì cũng đã độ một cái body rất đẹp luôn. Với lại là cái hệ thống cảnh báo xung quanh xe nó rất là an toàn luôn anh chị, chạy xe rất là dễ. Xe này chủ trước lên đồ chơi khá nhiều nha. Xe thì đã tiện nghi có sẵn rồi mà chủ trước còn lên nhiều nữa, anh chị mua rất là hời luôn. Có cảnh báo lệch làn đường luôn nha anh chị, lái xe rất là dễ. Đầu tiên anh chị đi một vòng quanh thân xe với em nè, mình xem qua form dáng, độ bóng nước sơn nào còn như thế nào. Mang cái màu bạc còn bóng lắm nè anh chị. Đó, quanh xe nè, dập nổi, dập lặn, dập nổi thẳng tắp luôn. Dán phim che mưa, ốp tay nắm cửa. Nói chung là phụ kiện là xe này chủ trước lên khá nhiều. Màu bạc một chủ từ đầu 65.000 cây, em Dung đang chào hôm nay chỉ có 785 triệu thôi. Chiếc xe ngày xưa lăn bánh 1 tỷ mấy mà bây giờ 2019 bản L cao cấp nhất có 785 triệu thôi. Thì hôm nay em mời anh chị cùng em đánh giá chi tiết nha. Hôm qua thì nhận cọc Z5, hôm nay khách full tiền rồi và hôm nay cũng đã nhận cọc Vios bản E số tự động, với lại là Avanza này thì cũng đã có khách đặt cọc rồi. Ba chiếc Sedona anh chị nha, hai chiếc máy dầu và một chiếc máy xăng. Và em đang cho làm đẹp Ford Territory với lại là Mazda 3 2015 màu xanh ngọc bích, thì đang chuẩn bị về để quay cho anh chị. Đó, nên và vẫn đang cần mua thêm nhiều xe nữa nha. Bên em vẫn là thu mua tận nơi, nhanh gọn, đặc biệt không kỳ kèo, không chơi xe ép giá. Nên mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em Dung nha. Chỉ cần xe đẹp, đi ít là em sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất phải từ 20 triệu tùy thỏa thuận hai bên. Mong là cô chú anh chị có xe đẹp cần bán hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em. Rất mong được có cơ hội phục vụ của chú anh chị. Còn bây giờ mời anh chị xem qua chất xe 65.000 cây mà chủ xe cưng xe cực kỳ, thì chất xe còn đẹp cỡ nào nha. Xin mời. Đây anh chị, CR-V thì form dáng quá quen thuộc với anh chị rồi ha. 7 chỗ gầm cao, đa dụng, dễ sử dụng. Dập nổi trên capo thẳng tắp nè. Đó, các mối nối mình liền lạc. Đèn thì còn trong veo, có luôn giả định vị ban ngày nha. Đây, cả dưới này nè, 5 cái bóng led ở dưới này thì anh chị trợ sáng mình đi đêm rất là an tâm luôn. Cái Discovery này chủ trước gắn lên nha. Xe này chủ trước lên phụ kiện khá nhiều, mua rất là hời anh chị, mà giá thì lại rẻ nữa, 785 triệu thôi. Đó, đèn bên này rồi, mọi chi tiết thì còn mới tinh nè. Đó, em quay để khoe cái độ mới của chiếc xe cho anh chị thôi. Đăng kiểm tới tháng 5 2025 luôn, xe biển Sài Gòn nha. Rất đẹp anh chị. Đây, mâm nè, thiết kế mâm phay xước hai màu nhìn dễ thương ha. Đó, vỏ Michelin, độ dày nè. Đó, phuộc nè. Đó, hiện trạng có sao là em quay tả kỹ cho anh chị. Xe này là vỏ này là tuần thứ 2 năm 2019 còn theo xe luôn mà hiện trạng như vậy nè anh chị. Đĩa bố thắng đều còn mới tinh. Đó, quanh xe thì giặt nổi thẳng tắp nè. Đây, mấy cái ốp nè, bệ bước chân nè, tạo cho mình cái xe nó rất là rắn rỏi ha anh chị, cứng cáp hẳn luôn. Đó, dán phim che mưa rồi. Tay nắm cửa mạ rôm. Xe thì bên em cũng sẽ cắt cho anh chị văn bản ha. Không đâm đụng, không ngập nước nha. Keo chỉ động cơ hộp số là nguyên zin toàn bộ. Đây, bên trong nguyên bản theo xe. Cái đèn này là khi mà nhấp nháy nha anh chị là mở cửa ra nó tự động luôn á. Hệ thống nó chủ trước cảnh báo đi cho nó an toàn. Còn về keo chỉ thì bên em cam kết đầy đủ rồi, anh chị lên ưng là chỉ có lấy về đi thôi. Chất ghế da zin theo xe nè anh chị, rất đẹp luôn á. Đồ của Honda nó bền lắm, đục lỗ ngồi mát mẻ ha. Mấy cái chi tiết ốp giả gỗ sang trọng. Và nhìn giúp em nè, cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn. Đó, nó cho mình cái không gian rất là thoáng đãng và rộng rãi. Bản lề đồ này kia là còn nguyên bản hết, mấy cái bệ này không có trầy xước gì luôn, chắc nịch luôn. Đây, anh chị nhìn nè, keo chỉ cửa nẻo phía sau nè. Đó, nguyên bản hết nha anh chị. Đây, táp lô là mấy cái chi tiết này nè. Đây, mấy cái chỉ nè, anh chị thấy không, 60 mấy ngàn cây mà còn mới tinh luôn á. Chất da nè. Đó, nội thất bên em Dung cũng đã tách ẩm khử mùi diệt khuẩn rồi, sạch sẽ tươm tất hết. Anh chị lên là không có bị sợ mùi hôi chủ trước hay là mùi ẩm mốc gì hết nha. Phía sau mình cũng có cửa gió và cổng sạc, tiện nghi lắm. Thì CR-V anh chị biết rồi, hàng ghế thứ hai rất rộng nha, so với anh em trong phân khúc là cái hàng ghế thứ hai nè, khoảng không gian rất là thoải mái luôn á. Chỉ có hàng ghế thứ ba này là nó hơi nhỏ thôi nha, còn hàng ghế thứ hai này là rất rộng, ngồi rất thoải mái. Không gian nội thất nè, thoáng đãng nhìn đã không anh chị. Cái màn cái màu bạc ánh kim ở dưới đèn nhìn rất đẹp ha. Xe chuẩn chỉnh toàn bộ luôn cho anh chị dễ mua, mối nối liền lạc nè. Rồi, mâm phía sau không có chạy xước gì. Đĩa nè, đây, phuộc nè, dấu son rồi này kia là nguyên bản hết.
tuần thứ 2 2019 xin theo xe, mâm chỗ này hơi xước nhẹ xíu, hiện trạng vỏ còn khá ổn luôn. Thiết kế đèn quen thuộc ha, 3D. Đó, đơn giản vậy thôi, gọn gàng. Đây, bên này cũng vậy, nhìn nó chắc lắm. Honda không quá cầu kỳ mà rất là thích luôn. Camera 4 cảm biến, dưới này thì có hai ống xả thể thao và chủ trước gắn cái body kit vô, nhìn đẹp lắm. Đây, cái gầm này anh chị nhìn thấy ống xả không? Đó. 60 mấy ngàn cây mà thấy đồ của Honda không anh chị? Nè. Đó, xe đi Sài Gòn không? Rất đẹp luôn. Cốp điện zin theo xe, có một chạm thôi. Rất là bền nha anh chị, đi thoải mái luôn. Nói chung là mấy dòng này thì Honda anh chị biết rồi, rất bền, rất là lành, đi không có lo hư hỏng vặt gì hết. Đó, đèn nhấp nháy đó, mấy cái ti đồ này kia là nguyên bản hết nha. Keo chỉ chưa mất đoạn keo đâu chị nè, nguyên zin toàn bộ. Khi anh chị gặp ghế xuống thì mình sẽ có một cái cốp khá là thoải mái nha. Đây, mình có một cái cốp khá thoải mái, còn giật cái ghế này lên đó thì anh chị ngồi lên thêm được hai người nữa nha. Đó, phía sau cũng có bệ thì tai, rồi cửa gió thì khắp nơi ở đây. Đó, dàn lạnh của Honda thì tuyệt vời. Lạnh nhanh, lạnh sâu, mát mẻ, thoải mái cực kỳ luôn anh chị. Động cơ Vitesse Turbo, 1.5 Vitesse Turbo, lừng danh luôn nha anh chị. Nổi tiếng cực kỳ ha. Bền, lành, công suất lại tốt. Đây, đó, chủ trước gỡ cái tem ở đây rồi. Thì 1.5 số tự động Vitesse Turbo, tiêu hao nhiên liệu nó lanh quanh có 6-7 lít cho một mẫu xe 7 chỗ thôi. Rất ổn để mình sử dụng luôn. Tuần thứ 2 2019 đó nè. Mâm bỏ đều là zin theo xe hết. Bên này cũng có hơi xước chút xíu ở đây thôi anh chị. Còn lại nè, anh chị nhìn đĩa bố thắng nè. Đó, mới tinh tình tinh. Bên này cũng vậy, dập nổi thẳng tắp à. Chắc nghịch, xe bên em dùng là chuẩn chỉnh hết cho mình dễ mua ha. Đây, keo chỉ bên này cũng vậy luôn. Đó. Cửa nẻo thì nguyên zin hết, rộng rãi. Cực kỳ luôn anh chị. Đây cũng vậy. Đây. Rồi. Bên em cũng đã tách ẩm khử mùi diệt khuẩn xong hết rồi. Anh chị lên ưng ý là mướt mắt, ưng ý là mang về đi liền luôn. Chất rất đẹp nha. CRV, ngày xưa lăn bánh chiếc này bản L29 thời điểm đó anh chị lăn bánh phải tầm 1.2-1.3 nha. Chứ không phải 1.1 đâu anh chị. Đó. Giá ngày xưa đắt sắt ra miếng luôn á. Và bây giờ thì giá hợp lý hơn rất nhiều rồi. Kính mình auto tất cả nè. Mấy cái này anh chị thấy nó còn mới nguyên luôn á. Ốp giả gỗ sang trọng nè. Rồi, bản lề keo chỉ là nguyên hết. Ghế da chỉnh điện và bên tài này là có luôn bơm lưng. Thiết kế ghế nó thông minh lắm mà nó tạo cho mình cảm giác rất là dễ chịu nha. Nè, bơm lưng căng đầy luôn. Chất ghế anh chị nhìn cái chất da nè. Đó. Đẹp cực kỳ luôn anh chị. Đây, đây nè anh chị. Cái này là cái Mobifly. Nó giống như là con mắt ở trên xe vậy đó ha. Hỗ trợ mình lái xe, cảnh báo lệch làn đường đồ này kia nó báo hết à. Chạy xe rất là an toàn. Ở trong hãng của bộ này mấy chục triệu á. Vô lăng nè, ga tự động nè, lấy chuyển số vô lăng. Anh chị đi cái động cơ 1.5 Vitesse Turbo này kết hợp với lại chuyển số vô lăng chạy cực kỳ tuyệt vời nha, công suất khá lắm luôn em nói thật. 65.000 cây chuẩn Euro, một chủ sử dụng từ đầu nha. Đây, mọi chi tiết còn mới tinh nè. Đó, dàn lạnh hai vùng độc lập nè, phanh tay điện tử Redhound nè. Đó, option là đầy đủ hết trơn rồi. Mấy cái chỗ này nhiều chỗ để mình để đồ lắm anh chị. Cổng sạc thì khắp nơi luôn và chi tiết ốp giả gỗ này rất là sang. Gương tự động chống chói, camera hành trình. Rồi. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh, không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Thật sự rất sạch, rất là đảm bảo luôn á. Anh chị lên cứ trải nghiệm thử giúp em nha, tuyệt vời. Đó, bên em dọn xe là chuẩn chỉnh hết, cục dạng là đẹp nhất chợ luôn á. Nên là hài lòng khách hàng lắm. Rồi, em mời anh chị ra xem khoang động cơ nha. Dạ đây anh chị, tổng quát khoang động cơ nè. Đây, cabo chưa ra nè, cái tem ở đây vẫn còn luôn nha. Mới tinh bình tinh. Đây, mấy cái chi tiết anh chị nhìn giúp em nè. Đó, nguyên vẹn mới lắm luôn á, chủ giữ rất kỹ. Bên em về còn vệ sinh làm đẹp theo công nghệ 3M đẩy bằng hơi nước nha, nên không có làm ảnh hưởng tới cái động cơ của mình. Đó. Vitesse Turbo động cơ này được các anh mà bên review xe đánh giá rất cao nha anh chị. Đó. Động cơ công suất tốt, bền, lành, lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. Máy móc thì nguyên zin toàn bộ ha, 1.5. Bên em có cấp văn bản chứng nhận, anh chị có thể kiểm tra, check test thoải mái nha. Dạ rồi, Honda CR-V phiên bản L cao cấp nhất, xe 2019, một chủ sử dụng từ đầu, 65.000 cây chuẩn Euro, phụ kiện lên đầy đủ tương tất toàn bộ nha. Em Dung đang chào chỉ có 785 triệu thôi, anh chị sở hữu được mẫu xe đình đám này rồi. Đắt sắc ra miếng luôn anh chị, bây giờ giá rất hợp lý. Giá này lên xem xe gặp Thảo Dung, em thương lượng chị giá tốt nhất cho mình luôn nha. Dạ rồi đây anh chị, xe về dọn bán không kịp luôn, cứ về dọn vô xe nào chào bán là bán liền xe đó không anh chị.
Vios này nhận cọc online luôn rồi nè. Vios E số tự động 2019, Mazda CX-5 thì khách cũng đã full tiền rồi đó. Còn trong đây Avanza này thì về chưa có kịp lên sóng luôn là có khách đợi sẵn cọc online luôn rồi. Nhưng mà anh chị yên tâm nha, em sắp về thêm một chiếc Avanza số tự động nữa. Xe cũng nhập khẩu Indo, dự kiến là thứ hai xe về. Đó, rồi em báo giá mấy xe đang còn cho anh chị nha. Đây, Kia Sedona và đây là xe bản dầu full 2018, 26.000 cây chuẩn auto, anh chị cứ kiểm tra thoải mái. Chiếc này là 810 triệu đồng thôi, bản dầu full, đầy đủ tiện nghi luôn, cửa lùa, cốp điện ha. Đầy đủ hết trơn, giá rất hợp lý luôn, mà lên xem xe gặp Thảo Dung em còn thương lượng nữa nha. Còn Sedona máy xăng thì em còn chiếc này 2020 nè anh chị, bản full xăng luôn, 38.000 cây. Xe này em đang chào có 800 triệu thôi, 2020 máy xăng. Đó, giá rẻ hơn chiếc máy dầu 2018 nữa. Anh chị cứ cân đối nha. Rồi máy dầu thì em còn đời cao thì em còn 2020 màu xám. Xe đó thì đang chào là 920, xe đang cho làm đẹp. Rồi xe nhỏ giờ em còn có chiếc Mazda 3 màu xanh ngọc bích 2015 form hatchback á, gọn gọn xinh xắn anh chị, nó mắc hơn bản sedan nha. Xe hatchback Mazda 3 2015 là em đang chào 380 triệu. Đó anh chị, và 5 chỗ gầm cao thì em có một chiếc Ford Territory đang cho làm đẹp. Rồi 7 chỗ xuống sàn máy dầu thì em có Fortuner 2020 mẫu mới 2021 em đang chào là 850 triệu. Anh chị quan tâm mẫu xe nào nhớ ưu tiên gọi cho em Thảo Dung nha. Hoặc là có ghé qua showroom xem xe, nhớ nói gặp Thảo Dung để em được đón tiếp, được phục vụ cô chú anh chị. Cũng đừng quên em Dung cần thu thêm nhiều xe nữa nha. Thu mua tận nơi, nhanh gọn, không kỳ kèo đặc biệt, không chơi xe ép giá. Xe đẹp là sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất phải từ 20 triệu. Nên mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có, ưu tiên cho em Dung, giá tốt nhất và em Dung hỗ trợ tận tình. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.